Hà Hương rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Đêm Muộn, một kênh tư vấn về tình dục của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì thực ra là Hà Hương nhận được một cái bức thư như sau. Hà Hương xin phép được giấu tên của người đàn ông này. Đây chính là một người đàn ông mà Hà Hương cho rằng vô cùng dũng cảm khi mà đã nói ra những cái suy nghĩ của mình. Thì thực ra anh ấy trong cái bức thư này thì anh ấy có nói rằng là vợ mình là một giáo viên mầm non ạ. Và có một cái vẻ bề ngoài rất thanh lịch, cử chỉ rồi lời nói rồi mọi hành động đều rất chuẩn mực bởi vì bạn là giáo viên mầm non. Nhưng ngược lại, khi mà hai vợ chồng ở riêng với nhau và ở trên giường thì thực sự là bạn ý có một cái sở thích là bạn ấy nói rất là tục tĩu. Liệu đây có phải là một cái loại bệnh hay không? Hay đây là một cái sự kích thích nào đó? Thì thực ra là khi nhận được cái lá thư như thế này thì Hà Hương cũng rất là băn khoăn. Và những cái băn khoăn của chúng ta thì chúng ta phải hỏi chuyên gia mà thôi. Và ngày hôm nay chương trình rất vui được gặp lại chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn ơi, chắc là vừa nãy anh nghe thấy câu hỏi của một bạn nam đến từ Hải Phòng như thế này. Thì anh có cái nhận định như thế nào ạ? Trước hết là chào Hà Hương, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đêm Muộn. Vâng. Lĩnh vực quan hệ vợ chồng, lĩnh vực giường chiếu là một lĩnh vực nó có chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ này, bí ẩn này, hay ho này, thú vị này, khác lạ. Thầm kín sâu xa, có những chuyện ta thấy giật mình. Dạ. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng là lĩnh vực giường chiếu, khi người ta đã trút bỏ bộ quần áo rồi, người ta đến với nhau, dạ, hai thân ta quyện vào làm một, thì không phải nơi để đánh giá đạo đức, dạ, đánh giá phán xét về tư cách của một con người. Vâng. Tôi cứ nghĩ rằng là chắc là chả chị em sẽ chả có thú vị gì nếu như có ông chồng mô phạm tới mức mà trước khi vào giường với vợ, anh xin phép em là anh được lên giường cùng em. Thế xong rồi, trong lúc mà vợ chồng giao lưu rất là quyết liệt thì em thấy có dễ chịu không? Cảm giác của em lúc này thế nào? Em nghe xong là em cũng muốn đánh rồi đấy ạ. Xong lúc mà ông ấy xong việc, ông ấy rất cảm ơn em, ngày hôm nay có một buổi giao lưu thật sự thú vị, anh xin phép anh sang bên phòng bên anh ngủ cùng con trai. Có đẹp không? Dạ không, em muốn đánh rồi đấy ạ. Muốn đánh chưa? Vâng, em muốn đánh chồng rồi. Thế thì ý muốn nói rằng là lịch sự tế nhị nó tùy lúc tùy chỗ. Dạ. Cái nơi mà đã vợ chồng mà quan hệ tình dục, nơi mà bóc trần cái sự thật, nơi nó không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa. Vâng. Thì chính là đôi khi một cái lời nó, tôi không biết là chắc là không gọi ông bà tổ tiên của chồng chửi. Nói tục vâng, chắc là nói những cái từ trắng phớ ra. Vâng. Thay vì bình thường chúng ta nói với nhau là dương vật này, rồi là cậu nhỏ này, rồi vâng, con chim, quả ớt chẳng hạn. Vâng. Thì cô nói thẳng cái tên mà dân gian dân của gian, thằng nhỏ dân dã ra. Vâng. Thay vì chúng ta nói là giao ban rồi yêu em đi thì cô ấy gọi đúng cái tên tục của nó là làm cái đó đi. Vâng. Thế thì đối với anh ấy cho rằng là tục. Vâng. Nhưng tôi nghĩ đấy là không. Dạ. Đấy là một cách kích thích nhanh nhất. Dạ vâng. Nhiều người cứ phải thêm tí mắm tí muối như thế. Ăn xin lỗi chứ ăn bún đậu vâng, ngon, vừa ngon vừa thanh mà không chấm với mắm tôm dậy mùi thì chắc đúng mất ạ, hẳn. Đúng ạ. Cái không được gọi là mỹ vị nhân gian nữa đúng không anh? Và cái miếng bún rất là trắng, rất là thanh thoát đúng không? Miếng vâng, đậu mới chỉ rán ở mức độ lướt ván thôi. Vâng. Một tí rau thơm nho nhỏ xinh xinh. Nhưng mà tất cả để phải nhúng một bát mắm tôm, mà nếu để một mình bát mắm tôm thì rất là không thể nào mà không thể ai hút mắm ai tôm hút được đúng không ạ? Nhưng chấm mắm tôm vào đấy thì lại thành một thứ cao lương quý vị. Vâng. Cái gắt ấy, cái dạ, nồng ấy của mắm tôm nó sẽ làm dậy mùi tất cả cái khác lên. Dạ. Cái một lời nói tục hét lên anh ơi ấy em đi, hoặc là cái gì đấy, cái tục tĩu nào dạ, đó vâng, có cái tác dụng kích thích. Dạ. Trước hết thì có thể ông chồng thì nhột chưa quen, bởi vì anh ấy được giáo dục được tế nhị nhẹ nhàng. Vâng. Kiểu thưa gửi trước khi dạ, lên vâng, giường là xin phép được, xong này lại dạ, là, vâng, là xin phép và cảm ơn ạ. Cảm ơn và xin lỗi là hôm nay anh hơi mệt cho nên là nó không được 15 phút như mong đợi mà chỉ có 13 phút. Dạ vâng. Thật ra chúng ta không biết ai này trong lúc mà quan hệ vợ chồng đầu người ta nghĩ gì đâu. Vâng. Một người đàn ông có thể đang giao lưu với vợ, dạ, nhưng trong đầu anh ta đã tưởng tượng là anh ta đang
chiến đấu cùng lúc với hai cô hoa hậu chẳng hạn. Dạ vâng. Nó mới đủ cái độ phê. Dạ. Hay là người gì, người vợ đang ngủ với chồng mình đang làm cái việc ấy việc nọ, nhưng đầu cô ấy phải tưởng tượng đến cái bộ phim mà ông nọ ấy, dạ, xem bộ phim của Mỹ. Gọi là nam thần nào đó đúng không ạ? Nam thần nào đó, hoặc là nghĩ tưởng tượng tới có một lần là nhìn thấy ở trên mạng ấy là của ông anh trai người châu Phi, dạ, ví dụ như thế. Vâng. Thế thì cái sự tưởng tượng, cái sự thăng hoa, cái sự mà suy nghĩ ở trong đầu con người ấy, nó mới giúp đẩy cái gọi là cái khoái cảm lên đỉnh mà. Dạ vâng. Thực ra là có phải là khi người ta nghĩ cái gì thì người ta sẽ nói cái đó đúng không anh? Đúng rồi. Và Hà Hương nghĩ rằng là khi mà nhận được cái bức thư này thì Hà Hương cũng thấy là nó không phải là một cái gì đó nó quá ư là tục tĩu, hay là nó quá ư là khó xử ở trong cái vấn đề này, mà đôi khi là có khi là do cách răn dạy hoặc do thói quen, đôi khi là người chồng này đang chưa chấp nhận được người vợ ở trong một cái hoàn cảnh là khá là gọi là hoàn hảo đi. Đấy là một giáo viên mầm non này, xong luôn nói lời hay tiếng đẹp này. Thì Hà Hương nghĩ rằng là cuộc sống nào cũng cần sự cân bằng đúng không anh? Thì cái sự cân bằng này nó sẽ đến từ không phải là ngày nào cũng nói lời hay ý đẹp được, mà nó phải có cái chỗ để nó xả ra những cái lời lẽ không được hay lắm. Hiện nay, các sản phẩm chăm sóc phụ khoa với tác dụng làm sạch, ngăn ngừa viêm nhiễm, giữ ẩm vùng kín, khử mùi và tạo hương thơm đang được rất nhiều chị em quan tâm. Care-in là sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ khoa dạng gel của công ty cổ phần King Pharma Việt Nam. Care-in là sự kết hợp hoàn hảo giữa axit lactic và thảo dược tự nhiên như lá nim, hồng hoa, cúc la mã, châu không, lồ hội, giúp chăm sóc sức khỏe vùng kín, giữ ẩm, khử mùi hôi, cân bằng độ pH cho âm đạo, kháng khuẩn và bảo vệ vùng kín hiệu quả. Care-in, giải pháp tối ưu để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vùng kín. Không được đẹp lắm thì cuộc sống con người ta mới có tạo ra một cái thế cân bằng. Và nếu như mà xả với cái người chồng của mình, khi mà hai người có thể là bỏ tất cả lớp mặt nạ, lớp make up ra, nó chính là con người thật của cô ấy, và hãy chấp nhận cô ấy như cô ấy đã từng là, thì em nghĩ rằng là cái điều đấy sẽ cảm thấy rằng là vui vẻ chứ anh, đúng không? Nó kích thích hẳn hoi mà. Tất nhiên thế này, chúng ta phải phân biệt giữa cái tục tĩu ở trong lĩnh vực giường chiếu, dạ, với tục tĩu ngoài đời. Vâng. Nếu người đàn ông thô bị, người đàn ông thô tục, suốt ngày mở miệng ra văng bậy văng bạ, vâng, chửi tùm lum từ ra rồi, vâng, thế xong rồi lên đến trên giường vẫn cứ tiếp tục là chửi nham nhảm như thế, thì vâng, đấy là vô văn hóa rồi. Đúng rồi ạ. Cái đấy thì được gọi là tục tĩu đấy ạ. Đúng, tục, vâng, tĩu. Chứ cái tục mà Hà Hương nghĩ rằng là tục để mà phục vụ yêu, nó, ừ, là một cái tục khác. Đúng rồi. Thậm chí nha, có những đôi bạn trẻ mà anh em rất là thích là khi làm ấy, anh nói cái câu này. Ừ. Hoặc là có người đàn ông thích rằng anh rất là thích em hét lên, vâng, em bảo là thế đó thế kia, giống như anh mạnh vào chẳng hạn. Ôi, nó có tác dụng là đẩy cái cuộc yêu nó lên một tầm cao mới. Vâng. Cho nên ta hãy coi rằng là khi đã bước vào cuộc yêu, huy động mọi lực lượng để phục vụ, đích cuối cùng là chúng ta đạt được sự vui, dạ, chơi, vâng, giải trí thoải mái cho cả đôi bên, dạ. Thế thì bên cạnh sức lực bỏ ra, bên cạnh những kỹ năng, kỹ xảo mà chúng ta học được ở ngoài đời, hoặc là kiến thức, kinh nghiệm mà tích lũy được, thì đừng quên là ngôn ngữ cũng là một công cụ mà. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chúng tôi có chia sẻ ở trong một vài những cái số gần đây rồi ạ. Chúng ta, cơ thể của chúng ta, toàn bộ cơ thể của chúng ta, bao gồm cả ngôn ngữ nữa, nó chính là những cái điều rất là kích thích. Và nếu như mà chúng ta với người đàn ông của chúng ta này, với người chồng của chúng ta, với người bạn tình của chúng ta, thì chẳng có cái gì mà chúng ta cần phải che đậy, lại cũng cần phải dạ thưa mới thưa gửi nữa, thì thực sự là nghe không thôi là anh cũng thấy mệt rồi đúng không ạ? Hôm nay lại vừa mới họp 4 tiếng ở cơ quan xong, chưa xong được, sếp vừa mới mắng la cho một trận về nhà, đã thấy vợ lại dạ thưa, lại thêm một cuộc họp giao ban nữa. Thực sự là đó mới chính thức là mệt. Và người đàn ông đó hay là người phụ nữ đó cũng không được sống cái cuộc đời thật của mình. Đúng rồi. Hãy nhớ rằng khi chúng ta đã trút bỏ tất cả nhé, chúng ta sinh ra đều là những người trần trụi. Dạ. Rồi đời cho chúng ta được khoác áo. Vâng. Rồi khi chúng ta lấy vợ lấy chồng, bỏ lại tất cả thứ để bước lên vào cái phòng tân hôn hoặc là cái giường vợ chồng, nghĩa chúng, dạ, ta lại trút tất cả những gì mà không phải là trời cho. Dạ. Nghĩa chúng ta đến với nhau thật, đến thế là cùng đúng không? Vâng. Không còn cái gì giấu. Vậy thì sao chúng ta lại không chấp nhận rằng là, ừ, một cái câu nói như thế. Đôi khi người ta nói là
nói tục để phục vụ yêu. Dạ. Câu nói vui vui của các bạn thanh niên như thế, chỉ nhắc lại đừng phán xét, dạ, đừng cho là ôi mất dạy. Dạ. Trong cái thư mà bạn ấy bảo rằng là vợ là giáo viên mầm non nhẹ nhàng thanh lịch, dạ, vâng, thế thì chắc là bạn ấy mong rằng là vào cuộc thì vợ bạn phải đối xử bạn như là đối xử với cậu bé mầm non à. Anh ơi, anh ra rửa tay đi nhá, rửa tay cho sạch sẽ, không thì vi khuẩn nhá. Cô nhắc là vào xong rồi nhớ rửa tay xong thì lấy khăn bông lau đi cho nó đỡ ướt tay nhá. Đi nhẹ thôi em anh nhá. Chắc là chỉ muốn ăn đạp đúng không? Dạ vâng. Như vậy thì hãy nhớ rằng cái nghề mầm non đó là một cái nghề nghiệp. Thế là còn đưa cả cái đó vào cuộc sống nữa. Kỹ năng ở trên giường nữa thì người đúng vợ thực sự. Cơ quan có thể là giám đốc quát loạn lên với nhân viên mà về quát loạn với chồng cũng không được. Dạ đúng rồi. Cuộc đời là một cái sân khấu mà chúng ta thì là những diễn viên. Dạ. Một ngày đóng rất là nhiều vai. Dạ. Khi lên giường thì hãy đóng vai người vợ, người chồng, những vai người tình bốc lửa. Vâng. Còn sáng ra đi làm thì đóng vai cô giáo. Dạ. Đi làm MC thì đóng vai MC đúng không? Đúng rồi ạ. Thì đấy nó mới là thật sự sợ nhất là nó cứ lộn vai. Vâng. Hoặc là có mỗi một vai là chỗ nào cũng diễn như vậy. Đúng rồi ạ. Thì thực sự là cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi con người chúng ta cần phải thể hiện những cái sự chân thật nhất của mình. Và Hà Hương nghĩ rằng là với người chồng của mình, với người đàn ông của mình, với người vợ của mình, với người phụ nữ của mình mà mình còn phải che đậy, mình còn phải giấu giếm, mình còn phải chứng tỏ này nọ kia, thì thực sự rằng là quý vị có hạnh phúc hay không? Và chắc chắn rằng là mỗi một cuộc yêu nếu chúng ta không có những cái sự trần trụi một cách nhất định, không phải là chính chúng ta, thì chắc chắn rằng là cái tình yêu đó cũng không thể đáng tin. Và mỗi cuộc yêu như vậy thì mất vui rồi đúng không anh? Đúng. Và Hà Hương nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cũng không nên phán xét. Bởi vì nếu như phán xét rằng là anh này ăn mắm tôm ở ngoài đời và anh ấy bôi mắm tôm lên trên giường, hay nói thẳng thắn ra rằng là anh hay nói tục chửi bậy ở ngoài đời, xong sau đó anh lên giường anh cũng nói tục chửi bậy, thì như anh Đinh Đoàn có chia sẻ, đó là một sự mất lịch sự và chúng ta cần phải thay đổi. Nhưng nếu như mà ở ngoài dạ thưa, xong lên giường cũng dạ thưa mới thưa gửi, thì thực sự là cũng làm cho người ta mệt mỏi. Chính vì vậy chúng ta phải biết cân bằng. Và làm như thế nào để cân bằng, có như bí kíp như thế nào để cân bằng, chúng ta lại nghe chia sẻ từ chuyên gia Đinh Đoàn. Xin mời anh. Việc đầu tiên thì hiểu để có kiến thức, chịu khó đọc sách báo, chúng ta sẽ biết rằng là trên đời nó có những cái người có những sở thích. Dạ. Người thì thính dâm, là thích nghe kể chuyện là nói bậy bậy, gọi tục, là tục, gọi bậy dục. Bậy tục tục gợi dục, vâng. Gọi người thì khẩu dâm. Dạ. Rất thích nói tục nói bậy ở mọi nơi mọi lúc mọi chỗ. Vâng. Cũng có người có thích thị dâm, là thích rất thích nhòm trộm người khác. Vâng. Làm những chuyện đó. Dạ. Nó muôn màu lắm chứ nó không phải như ta nghĩ phải cho đơn giản đúng không? Dạ, vâng. Thế thì cái chuyện mà vợ mình hay chồng mình cứ khi lâm trận là cứ hét lên và nói những từ tục tĩu ấy, vâng, thì mình phải đọc để biết xem nó là một cái dạng kích thích hay là đây là một sự bệnh lý. Bệnh lý. Đúng rồi. Vâng. Nếu bệnh lý nghĩa là chả cần làm việc với mình. Vâng. Cô cũng hay anh cũng thích nói tục nói bậy. Dạ. Ngồi đâu anh cũng thích nói tục nói bậy. Dạ. Thậm chí anh còn sáng tác chuyện tục chuyện bậy để post lên trên mạng để thỏa mãn cái thói quen sở thích của mình. Vâng. Thì có thể nó là bệnh lý. Dạ. Còn đây tất cả mực thước chỉ có lên giường và những lúc đặc biệt là những lúc cao trào ấy. Dạ, vâng. Cô mới hét lên một cái câu bậy hay là anh ấy mới gào lên một câu bậy. Vâng. Thì nếu như mình cho rằng là mình có kiến thức, mình thấy ôi nó bình thường. Dạ. Mà thực ra nó là một cái gần như mà tuyên bố là anh ơi em đã quá. Dạ. Anh ơi em thích quá, em vui. Vâng. Quá như thế. Vâng. Nên việc đầu tiên là phải có kiến thức. Dạ. Tránh chủ quan. Đừng có ai nghĩ rằng chuyện ấy mà cũng phải dạy, chuyện ấy mà cũng phải nói. Đến con gà con chó nó đẻ ra có ai dạy đâu nó cũng biết. Thì tôi nghĩ rằng là hơi bị chủ quan. Bởi vì con gà con chó nó không có tình dục. Đúng. Nó chỉ có sinh lý thôi. Vâng. Nó giao hợp theo bản năng để sinh con đẻ cái. Dạ. Còn chúng ta đây là một nghệ thuật cơ mà. Đúng rồi. Mà hoạt động tình dục là mang lại cái thăng hoa cho cảm xúc và tâm lý. Dạ. Và nơi để gọi là giao lưu văn hóa văn nghệ mà, đúng không? Dạ, vâng ạ. Thì rõ ràng là phải có hiểu biết. Dạ. Thế nên là việc đầu tiên là phải tăng cường hiểu biết. Vâng. Thứ hai là trao đổi với nhau. Dạ. Này, anh thấy hơi nhột nhá. Hôm qua lúc em hát cái từ mà anh giật mình ấy, tức là cũng câu nói thôi. Vâng. Người ta không phán xét, người ta có thể hỏi.
mà không phải hỏi ngay cái lúc đang làm. Đúng rồi ạ. Ngày hôm sau, lúc ấy em cảm giác nào? Anh em xin lỗi, em không nói trước, nhưng em rất là khoái có cái sở thích là cứ cái lúc mà em chuẩn bị lên đỉnh ấy, là em cứ phải hét lên cái. Mà anh có để ý không? Em hét lên xong cái em thấy không vui. À thế à? Anh thì cũng chưa quen. Thế nhưng mà nếu mà em nói tục mà mang lại cái vui thì em cứ thoải mái, rồi anh sẽ học cách quen dần. Vâng. Cái gì ta cũng học được mà. Đúng rồi ạ. Học cứ chấp nhận, mà có vâng. phải là ở ngoài đường ngoài chợ đâu, chỉ vâng. có hai đứa với nhau. Người này chấp nhận dần rồi nó cũng quen tai. Dạ vâng. Đúng không? Giống như người Việt mà không biết tiếng ngoại ngữ đi ra ngoài đầu tiên thì như vịt nghe sấm ấy. Dạ. Nhưng rồi cứ nghe ta nói mãi dần dần cũng học cũng được bập bõm. Vâng. Được ạ. Cái tiếng Tây Bồi đúng không? Đúng rồi ạ. Thì đấy là học tập vâng. là để chấp nhận nhau. Dạ. Thế còn thì nếu mà hai người lại cùng, ui anh cũng có sở thích thế nhưng mà anh ngại anh không nói, hóa ra là hét này anh cũng thích, là khi mà anh thế này thì anh thích được cả hai người đồng thanh hô bậy trong phòng ngủ nhà mình thì thôi cũng chả sao cả, cũng vui đấy ạ. Nó vui. Giống như là bạn hát mà được vỗ tay tán thưởng đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà người ta có lỡ lời hoặc người ta nói hơi quá đi một chút thì liệu có trở thành một cái sự xúc phạm nào đó không anh nhỉ? Tôi nghĩ là chủ yếu những từ nói bậy ở đây là để mang tính chất là gọi những cái tục tĩu vâng. liên quan tới là gọi thẳng những cái bộ phận dạ, tên vâng. bộ phận theo dạng tục tĩu. Vâng. Hai nữa là hành động vâng. cũng là hành động trắng phớ chứ nó không phải tục, không vâng. phải mạt sát ai, vâng. không phải anh trông như con chó hay anh như con dê hay là trông em như con lợn, tất cả đấy vâng. cái tục ấy là tục mất dạy. Dạ, vâng. Tôi tin rằng tất cả những cái từ tự tục ấy chỉ thường xoay quanh mấy cái, thứ nhất là gọi tên tục của cái bộ phận của đàn ông và phụ nữ. Dạ. Hai là gọi thẳng cái động từ mà hai người làm việc với nhau vâng. theo một cách trần trụi nhất ở ngoài đời. Dạ vâng. Thế thôi chứ còn chắc là cũng không chạm gì nhau lắm đâu, đúng không? Vâng. Thực ra là chúng ta cứ nói quá nhiều về mọi cái khía cạnh. Ừ. Nhưng mà chúng ta quay lại một cái vấn đề đơn giản thôi. Nói tục phục vụ yêu. Đó chính là một cái điều mà bất cứ người đàn ông hay người phụ nữ nào cũng mong muốn. Bởi vì sao? Đó chính là một cái dấu hiệu để ra dấu cho bạn tình của mình biết rằng là họ có đang thỏa mãn hay không. Và nếu như mà chúng ta cho rằng nó không phải là một thói quen đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về những cái sở thích của mình, những cái thói quen của mình để chúng ta tìm hiểu nhau. Khi chúng ta tìm hiểu nhau rồi thì chắc chắn là mỗi cuộc yêu của chúng ta ngày một thăng hoa. Và kênh Chuyện Đêm Muộn Tư Vấn Tình Dục của chúng tôi cũng chỉ mong muốn có một điều là quý vị sẽ được thăng hoa trong mỗi cuộc yêu của mình. Hà Hương xin chào và hẹn gặp lại.